Được. Không hổ là nhi tử của trẫm. Thất đệ quả nhiên dùng binh như thần, mới một tháng đã ba lần báo chiến thắng rồi. Không quá hai tháng, hoạn nước Oà sẽ triệt để ngừng lại. Đúng là trời bảo vệ triều ta. Con dân ven biển của trẫm không cần lại chịu loạn nhiều chiến hỏa, nỗi khổ lăng bạt kỳ hồ. Phụ hoàng, người có từng nghĩ ban thưởng gì không? Đứa bé Ngọc Nhi này từ nhỏ không cầu nhiều, trẫm thật sự không nghĩ được. Các con có chủ ý hay gì không? Theo con thấy, phụ hoàng, người liền thưởng cho thất đệ một hôn yến đi. Thất đệ yêu thích nhất, vừa nhìn liền biết là liệt như ca kia. Các con cũng nhìn ra được ư? Tháng trước, vì an ủi nỗi đau mất cha của liệt như ca, nhi thần nghe nói đệ ấy cố ý từ Đông Hải đến Liệt Hỏa Sơn Trang. Ngày đó đến rồi đi, không quản đường xá lắc lư khó đi. Tình này rất khiến người ta cảm động. Nói như vậy, Ngọc Nhi từng rời quân doanh sao? Tình nghĩa thất đệ đối với sư phụ thật sự khiến ông trời cảm động. Phụ hoàng, người nghĩ xem, thất đệ từ nhỏ đến lớn ở Liệt Hỏa Sơn Trang, tình nghĩa với sư phụ của đệ ấy rất sâu sắc. Bây giờ Liệt Lão Trang chủ chết thảm, là đồ đệ, đệ ấy ngàn năm bôn ba cũng là nên làm chứ ạ. Là chấm lơ là điểm này rồi. Tam đệ, đệ đấy là quá đa tình rồi. Chuyện gì cũng nghĩ đến nữ nhi thường tình. Nhị ca nói cũng có chút đạo lý. Nhị ca, tình cảm của lão nhị và lão thất đúng là thâm hậu mà. Tội chủ soái tự ý rời quân doanh lại được huynh đơn giản hóa giải rồi. Ta biết đệ đang nghĩ gì, nhưng đệ cũng đừng quên là ai trên chiến trường vì ta và đệ, vì người dân chiến đấu với giặc Oa. Trước mắt đã gần thắng rồi mà bây giờ lại trốn. Phải trốn đến năm nào thắng nào? Đây là đánh trận, không như trên giang hồ chỉ dùng vài chiêu là có thể vạch rõ thua thắng. Trước đó giặc Oa xem thường chúng ta, nghĩ chúng ta vô dụng như lũ giá áo túi cơm đó, nên mới trực tiếp ra mặt nghênh chiến. Bây giờ bị bại trận đến phát sợ, dĩ nhiên sẽ không ra ngoài chịu chết. Không lẽ cứ cầm co như vậy mãi sao? Hiện giờ không có cách khác. Bệnh của Ca Nhi đã khỏi hẳn rồi. Vương gia, sao vậy? Có chuyện gì rồi? Ta không muốn xem nữa, người xem đi. Cái chết của lão trang chủ không phải phích lịch môn làm. Sư muội cũng từng nhắc đến với ta. Trong thư nói, trên giang hồ toàn là những tin không tốt về lão trang chủ. Các phố xá ngõ hẻm, phụ nữ trẻ em đều nghị luận. Một vị anh hùng khí khái đầy mình mà sau khi chết lại bị người ta vu khống như vậy. Vương gia nghĩ liệu có người nhân lúc lão trang chủ không còn, cố tình tung tin, bôi nhọ lão trang chủ không? Lời đồn khắp nơi, không thể là tình cờ.
Bây giờ không cần nghĩ gì hết. Chỉ có cách nhanh chóng tìm ra hòn đảo giặc qua ẩn náu, một mẻ đánh gọn bọn chúng, ta mới có thể trở về giúp sư muội. Tiến triển đến đâu rồi? Có 33 môn phái ủng hộ chúng ta, 19 môn phái ủng hộ phích lịch môn. Còn có 20 môn phái vẫn đang quan sát. Được, quả nhiên là xuất sắc. Không hổ là cháu ngoại của ám dạ la ta. Miếng lam bảo thạch này là lúc con mới ra đời, ta chính tay đính vào. Nó vốn là thứ đồ của mẹ con. Mẹ con ư? Mẹ con là nữ nhân tốt đẹp nhất trên thế giới này. La Nhi lại nhõng nhẽo rồi. Vừa rồi để đánh bại một trưởng lão của võ đăng, chỉ dùng có 5 chiêu thôi. Lợi hại vậy à? La Nhi tuyệt thật. Tỷ tỷ có thích La Nhi mạnh hơn tất cả mọi người trên đời này không? Tất nhiên, sau khi La Nhi khôn lớn, nhất định sẽ trở thành người lợi hại nhất trên thế gian này. Vậy đến lúc đó tỷ tỷ có gả La Nhi không? Ngốc à? Ta là tỷ tỷ của đệ mà. Là tỷ tỷ thì đã sao? Đâu phải là ruột thịt đâu. Hơn nữa, đệ chính là thích tỷ. Đệ muốn tỷ gả cho đệ. Đệ muốn mãi mãi ở bên tỷ. Tỷ tỷ cũng thích La Nhi, cũng không muốn rời xa La Nhi. Là tỷ tỷ nói đấy. Cây châm bạc này hãy cho đệ làm tín vật được không? Tỷ tỷ nhận lời rồi thì không được nuốt lời. Mẹ con là nhị cung chủ của ám hà cung, được người người kính ngưỡng, chưa từng phải chịu khổ. Vốn dĩ tỷ ấy nên cao cao tại thượng, nhưng lại gả cho liệt hỏa sơn trang. Nếu không phải như vậy thì sao có thể gặp mối họa đó chết thảm ở đây? Con là người thân duy nhất khiến ta bận lòng trên đời này. Cứu cứu hiểu rõ. Trong lòng con vẫn có Như Ca. Không, con không có. Nhớ kỹ, đó là con gái của kẻ thù của con. Giết liệt Như Ca, giành lấy liệt hỏa sơn trang. Chỉ khi con làm trang chủ, ta mới có thể danh chính ngôn thuận vào đó bái tế mẹ con. Hãy tha cho muội ấy. Nói lại lần nữa xem, con sẽ giành lấy sơn trang. Xin cứu cứu hãy tha cho muội ấy. Cơ thiếu gia, Phích Lịch Môn vốn xưng bá trên đường thủy, đây là thiên hạ của họ. Chúng ta cứ không đầu không đuôi đi tìm, cũng chỉ tốn thời gian thôi. Khoan đã, ý người là bổn thiếu gia không biết cách chỉ huy sao? Đệ tử không dám, nhưng thuộc hạ cho rằng chúng ta có thể lập bẫy dụ Lôi Kính Hồng lên bờ. Người tưởng hắn ngốc y như ngươi sao? Ta làm thế là để họ không có cách nào lên bờ được. Đợi sau khi lương thực và nguồn nước của họ hết sạch, họ sẽ tự khắc lên đây thôi. Đệ tử cáo lui.
Huân Nhi, có phải em đang nhớ cơ sư huynh không? Yên tâm, người mà cơ sư huynh nhớ đến nhất chính là em. Huynh ấy chắc chắn sẽ bình an quay về. Hắn sẽ đến, mai gặp nhau trên nước. Trên nước ư? Tên tiểu tử Lôi Kính Hồng đúng là không dìm chết ta thì không chịu thôi mà. Thiếu gia, người định một mình đi thật sao? Chứ sao nữa, nô tỳ lo là lỡ như lần này ta đi gặp hắn là để khuyên hắn đi gặp tiểu sư muội. Nếu đã là đi khuyên thì đương nhiên chúng ta phải thể hiện chút thành ý rồi, đúng không nào? Thiếu gia cầm lấy nó để có lúc cần dùng. Có bất cứ bất thường nào, nô tỳ sẽ cứu người. Dù ta có đi chết cũng không cần một nữ tử yếu ớt bảo vệ ta đâu. Ta không phải là nữ tử yếu ớt. Người được ta bảo vệ sẽ không mất mặt đâu. Được, vậy ta đi đây. Cơ thiếu gia, Lời thiếu chủ, lâu rồi không gặp. Mời. Lúc trước, lúc ta ở sơn trang của các người kiếm ăn kiếm uống, nhận được sự chăm sóc của lão trang chủ và Liệt Như ca. Ly rượu này huynh uống thay họ, coi như là tiếp nhận sự cảm kích của ta. Nhưng sau đó không còn tình nghĩa gì nữa. Ta sẽ từ từ tính với huynh món nợ Liệt Hỏa Sơn Trang vu hại cho ta. Xem ra Lôi thiếu chủ cũng là người ân oán phân minh. Vậy huynh nói đi, một mình tới đây tìm ta là muốn quyết một trận sinh tử với ta, tránh để môn hạ có vô số người thương vong sao? Không phải. Thế thì làm gì? Người làm gì Điệp Y rồi? Chẳng thế nào cả. Chỉ có khi Điệp Y gặp nguy hiểm mới vẽ thành hình đưa cho ta thôi. Cờ Kính Lôi, ta vốn tưởng rằng ngươi là anh hùng hảo hán, không ngờ rằng ngươi cũng giống như tên tiểu nhân chiến phong, dùng một nữ tử yếu đuối đến đây uy hiếp ta. Lôi chàng chủ, sự thực không phải như vậy. Thứ này là Điệp Y tận tay đưa cho huynh. Vậy sao cô ấy lại vẽ cái này cho ngươi? Để huynh tin tưởng ta, phối hợp với ta. Lần này ta đến là muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của sư phụ. Không phải các người đã quyết định xong? Không phải Lôi Kính Hồng ta hại chết sao? Nhưng ta không tin. Tiểu sư muội cũng không tin. Ta vốn tưởng rằng trừ người của Mai Viện đều là phế vật không có đầu óc chứ. Hóa ra là cũng có người mắt sáng ra. Ta cho rằng ngươi căn bản là không dám. Ngươi đã mất hồn như vậy lại giết sư phụ, vậy không phải là tự tìm đường chết sao? Nói tiếp. Vì thế lần này ta đến cũng là muốn mời huynh đến gặp tiểu sư muội. Người muốn ta đến ư? Nói đùa sao? Nếu như ta đi, tên tiểu nhân chiến phong sẽ tha cho ta sao? Lôi thiếu chủ, ta tiếp tục cho người chống lại người của huynh, đánh lừa người ngoài. Huynh dẫn theo hai thân tín đi Miêu Hà trấn gần với sơn trang nhất. Tiểu sư muội sẽ đi gặp huynh. Sau đó, chúng tôi không hiểu về vũ khí đạn dược, nhưng huynh hiểu. Huynh nhất định phải có biện pháp chứng minh sự trong sạch của bản thân. Tiểu sư muội là trang chủ, tuy rằng muội ấy có tư cách lấy lại công bằng cho huynh, nhưng không thể thuyết phục mọi người. Muội ấy không có chứng cứ, cũng là nói ta phải mạo hiểm cửu tử nhất sinh đi gặp Như ca mới có đường sống. Không sai.
Đây là hà đồn. Trong nội tạng có kịch độc. Nếu như không xử lý sạch sẽ lại ăn nhầm, sẽ bị trúng độc mà chết. Thử xem. Mùi vị quả thật tươi ngon. Có phúc rồi. Thiếu gia, hắn nói sao? Hắn sẽ tới. Vậy thì tốt. Không được. Huynh không được đi. Phượng Hoàng, tha cho ta đi. Ta đường đường là thiếu chủ Phích Địch Môn, đến cơ hội ra ngoài đi xa cũng không có. Ta sống thật nhạt nhẽo mà. Họ coi huynh là kẻ thù. Vì sao huynh lại tự chui đầu vào họ? Ta không phải là chui đầu vào giọ. Ta là đang tự chứng minh trong sạch. Nếu họ đã có chứng cứ vu oan cho huynh, huynh tự chứng minh cũng vô dụng thôi. Huống hồ bây giờ Liệt Hỏa Sơn Trang người làm chủ là chính ca, không phải như ca. Cô ta chỉ là con rối, huynh có hiểu không? Ta hiểu chứ. Ta biết Liệt Như Ca bây giờ là con rối, nhưng ta chỉ muốn nắm cơ hội này để chứng minh sự trong sạch thôi. Hơn nữa nếu hôm nay cô ấy không phải đường chủ, đến cơ hội ta cũng không có. Huynh nói gì ta cũng không cho huynh đi đâu. Phượng Hoàng, lúc đầu một mình ta chạy thoát, cô cũng không sợ. Bây giờ trong tay ta có ba đội ủng hộ, cô sợ gì chứ? Lúc đầu một mình huynh không liều mạng thì chết. Bây giờ vẫn chưa đến lúc xấu nhất. Vì sao huynh lại muốn đơn phương độc mã đi liều mạng? Huynh có hiểu không? Ta hiểu. Vậy huynh còn đi sao? Thân là chi kỷ, người bị chết là cha ruột của Liệt Như Ca. Cô ấy biết chứng cứ vẫn lựa chọn tin ta. Cho nên ta nhất định phải đi. Ta nhất định phải xứng đáng với lòng tin của cô ấy. Ta thấy huynh muốn gặp được Đao Liệt Hương. Xem có cơ hội có thể đưa cô ta cao chạy xa bay không. Xem ra quan hệ của huynh và Vô Đạo Thành cùng Liệt Hỏa Sơn Trang bây giờ, hai người cả đời này cũng không thể nào đâu. Sao cô phải nhắc đến chứ? Sao hả? Bị ta nói trúng rồi phải không? Không, hoàn toàn ngược lại. Với hoàn cảnh của ta bây giờ, vốn dĩ không thể thừa nhận quan hệ với cô ấy sẽ mang đến nhiều phiền phức cho cô ấy đấy. Phượng Hoàng à, cô phải tin ta có 9 mạng. Trước đây nhiều nguy hiểm như vậy ta đều sống sót trở về. Lần này ta cũng sẽ an nhiên trở về thôi. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Tuy ta chỉ có 3 đồng minh, như vậy cũng không ít mạng người rồi. Ta cũng không muốn bất kỳ đệ tử nào của môn phái ta đi phải chết oan. Cô hiểu chứ? Cho nên ta phải tự mạo hiểm đi chứng minh sự trong sạch, trả lại bình an cho họ. Ông chủ tính tiền. Được. Quan khách đi thong thả. Ông chủ cho 3 bát mì. Được. Đợi một chút nhé. Mấy vị là người trong giang hồ sao? Ông chủ vậy mà cũng nhìn ra. Không cần nhìn cũng biết mà. Lợi hại vậy sao? Không phải ta lợi hại. Là vì gần đây đến chỗ ta ăn cơm đều là khách giang hồ. Không thấy ta muộn như vậy vẫn còn buôn bán sao? Nếu là mấy tháng trước, ta sớm đã thu dọn về nhà rồi. Chính là vì ta biết mấy khách giang hồ các ngài thích đi đường đêm, cho nên mới thu dọn muộn một chút đấy. Kiếm thêm chút tiền thôi mà. Hóa ra là vậy. Được rồi, mì tới rồi đây. Nào, lấy đũa đi. Được. Nào nào. Ăn lúc nóng đi. Ăn xong ta cũng thu dọn về nhà thôi. Được. Ông chủ tay nghề được lắm. Cái đó còn cần nói sao? Tay nghề gia truyền đấy. Được lắm, được lắm. Phải rồi, mấy người đi Liệt Hỏa Sơn Trang hay là Ám Hà Cung thế?
Ông chủ, gần đây có người chạy sang đầu quân ám hạ cung à? Có chứ. Ta hỏi mấy người khách giang hồ, hoặc là đi liệt hỏa sơn trang, muốn cùng nhau bao vây, phích lịch môn xấu xa ác độc, nếu không thì đã đi đầu quân cho ám hạ cung, mong chờ vào tiền đồ sáng lạn. Sao đi đầu quân cho ám hạ cung lại có tiền đồ thế? Chuyện đấy là đương nhiên rồi. Nhưng mà chuyện giang hồ cũng khó nói lắm. Ta thường xuyên nghe mấy người trên giang hồ nói chuyện phiếm, có mấy chuyện cũng biết được 7-8 phần đấy. Vậy ông nói nghe xem. Nghe nói lão trang chủ của liệt hỏa sơn trang là tên ngụy quân tử khốn kiếp. Hắn muốn hãm hại Chiến Phi Thiên và ám dạ la. May mà ám dạ la mệnh lớn, không bị bọn họ hại chết. Thế là dẫn dắt huynh đệ lại từ đầu, để quay lại giang hồ, làm bao nhiêu chuyện tốt cho bách tính. Thật đúng là được lòng người. Làm chuyện tốt sao? Chuyện khiến người ta vui mừng nhất chính là xẹt xẹt chém sạch những kẻ tự thu thêm thuế chui ở các trấn. Dân chúng bớt được một khoản thuế chui của giang hồ. Cậu nói xem, không vui mà được à? Cho nên ai cũng nói ám hạ cung tốt lắm. Cho nên ám hạ cung đó từ tà giáo liền biến thành danh môn chính phái rồi. Người ta vốn chính là danh môn chính phái mà. Hơn nữa giờ Điệp Minh Kính chết rồi, người võ công cao nhất thiên hạ chính là ám dạ la. Cho nên người trong giang hồ mà đầu quân cho ám hạ cung thì đấy chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất, đích đến tốt nhất rồi. Đi. Đi hết rồi à? Vẫn chưa ăn xong mì mà. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Nhìn sang thiên sơn khang bên người trên trời không thấy được hoa lê đã rụng cả rồi. Mới khiến gỗ khô gặp xuân, trở lại thời kỳ của hoa. Đại tiểu thư, Hoàng Tâm. Đại tiểu thư, Lôi Kính Hồng đã tới rồi. Hắn thực sự tới rồi ư? Gỗ khô gặp xuân đúng thời điểm. Hôm nay là Tết Trùng Dương. Không ngờ Lôi Kính Hồng cũng tới rồi. Hoàng Tông, cô biết không, Tết Trùng Dương năm ngoái cả nhà chúng ta cùng đón Tết tại đây. Đúng là trùng hợp. Đúng, thật trùng hợp quá. Người đã nghĩ ra cớ rời khỏi liệt hỏa sơn trang chưa? Đương nhiên. Phó trang chủ, tiểu sư muội sao rồi? Đỡ nhiều rồi ạ. Hôm nay Trùng Dương ta có sai người làm thêm vài món ăn, đều là những món bình thường tiểu thư thích ăn. Ta mang thuốc vào trong hâm nóng trước, để tiểu thư tỉnh sẽ uống. Được. Phó trang chủ, tiểu thư nói muốn ăn bánh của Mưu Hà Trấn. Chính là tiệm trước đó lão trang chủ thường dẫn tiểu thư đi ăn sao? Để ta đi mua. Nhưng bánh vừa mới ra lò mới ngon. Cũng đúng. Chuẩn bị xe ngựa để hoàng thị vệ đi cùng tiểu thư. Sau đó buổi tối không cần về nữa. Được, ta phái người hộ tống các người. Cũng được, có nhiều chuyện cẩn thận hơn một chút cũng tốt.
Không cần, không cần. Đại tiểu thư. Vẫn ngon như vậy. Ông chủ cho một bát bánh đi. Đây là bánh gì vậy? Có ngon không? Hoàng Tông. Đại tiểu thư, ta không thích ngồi cùng người khác. Cô... Vâng. Người đâu? Ta xem ai dám. Đừng động đậy. Làm bị thương là không hay đâu đấy. Người... Đã tối rồi, chi bằng chúng ta ở lại đây một đêm đi. Được. Mau đi chuẩn bị. Rõ. Đại tiểu thư, chuyện cô ở lại trấn Miêu Hà, e là người trong sơn trang sẽ sớm biết thôi. Chắc chắn không giấu được bao lâu. Ở đây chỉ cách sơn trang nửa canh giờ đi đường. Chúng ta vẫn còn thời gian. Lâu quá vậy. Đây là trấn gần sơn trang của cô nhất, cẩn thận vẫn hơn. Người của Duệ Lãng đã về đưa tin rồi. Nói mau, còn cách gì có thể chứng minh Minh Dung sạch? Đã có vật chứng, nhưng người này không thích hợp. Đi theo ta. Đêm nay mọi người phải thật cẩn thận, đừng ngủ quên làm hỏng chuyện. Rõ. Đại tổng quản, đêm nay trang chủ không về. Vâng. Dặn dò người của Thanh Long Đường lập tức cho bồ câu đưa thư đến các phân đà và các đại môn phái, nói Lô Kính Hồng đêm nay rất có thể sẽ xuất hiện ở trấn Miêu Hà. Với lại, lập tức cho người thả hỏa khí ở trấn Miêu Hà. Nhưng trang chủ còn ở đó. Bất kể là ai cũng thế. Rõ. Đại tổng quản, nói với hai cô nương ở Mai Viện, trang chủ đột nhiên không khỏe, đã ngủ lại ở trấn Miêu Hà. Phó trang chủ lo cho an nguy của trang chủ, nên bảo họ đi lấy thuốc đưa xuống núi. Hiểu chưa? Vâng. Phó trang chủ bảo cô đến Phong Viện lấy thuốc rồi đưa đến trấn Miêu Hà. Phó trang chủ cũng thật chu đáo. Cô đi đi, ta sẽ đi ngay. Để ta đi thì hơn. Sao vậy? Sợ Chiến Phong làm khó ta à? Một tỷ nữ như ta có gì làm khó đâu. Đêm nay khác với thường ngày. Nếu ta không đi thì mới là có tật giật mình. Vậy đi đi. Điệp Y, cô ra ngoài à? Ta đi rồi về ngay. Ta chuẩn bị rất nhiều món, nhớ về sớm. Cô đấy, đi sớm rồi về sớm, nhớ mau về ăn bữa tối.
Nhìn đi, đây chính là hỏa lôi kỳ lân. Chính là nó ư, cẩn thận đấy. Đừng động vào cái châm. Nếu kéo nó thì sẽ phát nổ. Chúng ta toi đời. Cho nên muốn kích nổ nó thì phải kéo cây châm sao? Đúng. Tuy uy lực của hỏa lôi này cực mạnh nhưng lại có một khiếm khuyết. Đó là cần người kéo sợi dây, lùi đến vị trí an toàn mới có thể kích nổ. Rất phiền phức. Đúng thế. Vì thế bọn ta không chế tạo nhiều. Chính vì nó có nhiều thiếu sót này, cũng không biết ai ngốc như vậy lại dùng kỳ lân hỏa lôi hãm hại ta. Phòng luyện công của cha ta rất kiên cố. Nếu là như vậy, nổ một căn phòng chắc cần phải 6 quả hỏa lôi. Vậy cần 6 người kéo dây dẫn nổ ở ngoài mật thất của cha cô. Có thể không bị người phát hiện sao? Người nói đúng. Hơn nữa Duệ Lãng còn nói hỏa lôi nổ trong phòng ngoài mật thất. Tường mật thất của cha cô chắc có tấm sắt chứ? Có tấm sắt 3 tấc. Vậy thì không sai. Nếu hỏa khí của Phích Địch Môn có thể xuyên qua tấm sắt khiến người nổ thành tro bụi, vậy đệ nhất võ lâm còn những lượt tuyệt hỏa sơn trang các cô sao? Vì thế cách khiến thi thể của cha cô tan thành tro bụi chỉ có một cách, chính là nổ hỏa khí trong phòng. Không sai. Thực ra cách giết ông ấy có rất nhiều. Vì sao cuối cùng chọn cách dẫn nổ hỏa lôi? Chính là có người muốn hủy thi thể diệt tích, che giấu chân tướng của thi thể. Cảm ơn ngươi mạo hiểm đến đây. Giữa chúng ta không cần nói như vậy. Dù sao người bị oan uổng là ta. Mà trên thế gian này chỉ có cô có thể giúp ta rửa sạch tội danh này. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tra rõ chân tướng, trả cho ngươi công đạo. Nhưng ta tự có cách giải quyết. Được. Vậy ta chỉ cho cô cách sử dụng kỳ lân hỏa lôi này. Cái này ta cầm, cái này cô mang về. Duệ Lãng, ngươi muốn làm gì? Liệt Như Ca xuống núi làm gì? Đi ăn hoành thánh. Trước kia ngươi cùng lão trang chủ từng đi rồi, ngươi quên rồi sao? Chính là nhà kia, hai người mỗi năm đều đến đó mà. Là đi gặp Lôi Kính Hồng sao? Lôi Kính Hồng ở dưới núi sao? Hắn không phải bị cơ thiếu gia đuổi trốn về Giang Nam rồi sao? Ta hỏi cô lần nữa, Liệt Như Ca xuống núi có phải đi gặp Lôi Kính Hồng không? Ta cũng nói lại với ngươi lần cuối, không phải. Cô sợ chết không? Ngươi đừng cho rằng ngươi là đại tổng quản thì có thể tùy ý xử lý ta. Cô xem đây là gì? Kỳ lân hỏa lôi đấy. Là ngươi? Là ngươi giết lão trang chủ sao? Ngươi lại giết nghĩa phụ của mình sao? Tiểu nhân gian xảo, ngươi sẽ không được chết tử tế. Chính là ta giết đấy. Cô nhìn thấy kiếp nổ này không? Chỉ cần ta kéo nhẹ một cái thôi. Ở đây, cả căn phòng còn có cô. Bùng một tiếng, đều sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế gian này. Thực ra cô không nói ta cũng biết. Ta đã truyền thư bồ câu cho anh hùng các lộ. Lôi Kính Hồng không thoát nổi đâu. Dù cho người biết được tất cả thì cũng không thể nào nghe được nửa chữ nào từ ta. Ta vẫn còn một vấn đề. Lôi Kính Hồng đến đây như thế nào? Ai báo tin cho hắn? Cơ Kính Lôi sao? Ha
làm người của ta đi. Ta tha mạng cho cô. Nữ nhân ở Mai Viện, ta cũng muốn thử xem. Người nằm mơ đi. Sao cô lại thích thể loại vô dụng chẳng ngắt như Trung Ly vô lệ chứ? Người mới là đồ vô dụng. Cái thứ như người sẽ không bao giờ có ai thích người đâu. Ta thua kém hắn ở chỗ nào? Hay là ta bắt hắn chết cùng cô nhé? Duệ Lãng, người, nếu người dám động đến mình ấy, ta có làm ma cũng không tha cho người đâu. Vậy cô cứ đi làm ma đi. Ta chờ cô đấy. Ta sắp cho nổ rồi. Trấn Miêu Hà, chắc chắn là Duệ Lãng. Nhanh mau đi đi. Liệt Hỏa Sơn Trang. Tiểu Yến, tiểu thư, có nghe thấy không? Nghe thấy ạ. Hình như âm thanh từ Đông Viện truyền tới. Trang chủ, trang chủ, ta ở đây bảo vệ trang chủ. Các người mau đi xem thử tình hình đi. Vâng. Hai người đi theo ta. Vâng. Cháy rồi, cháy rồi, người đâu? Cháy rồi. Lấy gì chứ? Đừng lấy nữa, chạy mau đi. Cẩn thận đấy, mau chạy đi. Bỏ chạy quan trọng hơn. Chạy mau. Người đâu? Chạy mau đi, chạy bên này. Mau cứu người. Chạy mau. Đại tiểu thư, Hoàng Tông, đại tiểu thư, người không sao chứ? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Có người đốt hỏa khí ở Mưu Hà Trấn. Bên dưới Sơn Trang cũng chuyển đến tiếng vang, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi. Ta biết rồi, mau chóng về Sơn Trang. Vâng. Canh chừng nơi này. Làm gì vậy? Trung Ly tiên sinh, bây giờ Sơn Trang đang đại loạn. Phó trang chủ hạ lệnh cấm túc người của Mai Viện. Các vị huynh đệ, ta chưa từng làm khó ai trong các người. Để ta ra ngoài xem thử. Chúng tôi cũng không dám kháng lệnh. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết là nơi nào xảy ra chuyện không? Hoặc là trực tiếp nói với ta. Điệp Y bây giờ đang ở đâu? Trung Ly tiên sinh, là phòng khách. Phòng khách bị thuốc nổ làm cho nổ tan tành. Điệp Y cô nương. Điệp Y làm sao? Điệp Y cô nương không rõ tung tích. Rõ ràng cô ấy đến Phong Viện. Tại sao lại không rõ tung tích? Đệ tử không biết. Vậy thì các người đừng cản ta, tránh ra. Ngươi
Hình mau đi cứu được y, sao canh chừng ở đây. Nhanh lên. Được. Lời thiếu chủ ra đi vội vàng như vậy có phải đã làm chuyện gì đáng xấu hổ rồi không? Thiếu chủ mau nói đi. Thiếu chủ đi đâu chứ? Chỉ dựa vào ba người các ngươi. Ta khuyên các ngươi hãy ngoan ngoãn buông tay chịu trói đi. Ai cho ngươi tự ý quyết định? Không phải thuộc hạ tự ý quyết định, mà là trang chủ đã bị tình nghĩa làm cho mờ mắt. Ngài chỉ nhìn thấy việc như ta ốm yếu bệnh tật, mà không thấy cô ta quỷ kế đa đoan, lừa gạt lấy sự tin tưởng của ngài. Người có ý gì? Cô ta xuống núi đi gặp Lôi Kính Hồng. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Cho dù người ấy đi gặp Lôi Kính Hồng, người cũng không cần giết Điệp Y. Điệp Y không phải do ta giết, là Lôi Kính Hồng giết. Đêm nay có người đặt hỏa khí trên địa giới của chúng ta. Nhân lúc người đang nghỉ ngơi ở phòng khách, bọn họ đã làm nổ phòng khách để mưu hại người. Vào lúc hỏa khí nổ tung, trong phòng khách chỉ có một tỷ nữ, là Điệp Y. Vừa hai người không ở đó. Phó trang chủ, người may mắn tránh được nạn. Nhưng bách tính của trấn Miêu Hà không có một người nào thoát khỏi kiếp nạn. Lôi Kính Hồng đem theo một lượng lớn hỏa khí, huyết tẩy cả thị trấn Miêu Hà. Đây là sự khiêu chiến của Lôi Kính Hồng với anh hùng trong thiên hạ. Đây là Lôi Kính Hồng báo thù với trang chủ của chúng ta. Đây là toàn bộ chân tướng của đêm hôm nay. Mong phó trang chủ nhớ từng chữ ta nói. Phó trang chủ, phó trang chủ, xin hỏi phó trang chủ, Điệp Y hiện giờ ở đâu? Điệp Y ở phong viện. Cô nhất định là mạo phạm phó trang chủ nên bị nhốt lại rồi. Điệp Y không ở phòng khách có đúng không? Phó trang chủ, Điệp Y không ở phòng khách có đúng không? Một canh giờ trước, phòng khách bị hỏa khí đột kích, đã làm chết một tỷ nữ. Vừa rồi sau khi ta cùng phó trang chủ điều tra, phát hiện là Điệp Y cô nương của Mai Viện. Sao có thể là Điệp Y? Ta từng giao đấu với hung thủ, chính là Lôi Kính Hồng của Phích Lịch Môn. Không thể nào, không thể nào là Lôi Kính Hồng.
Lôi Kính Hồng căn bản không thể nào xuất hiện ở đây. Duệ Lãng, có phải là ngươi? Hỗn xược, một tên hầu nho nhỏ của Mai Viện lại dám nói như vậy với ta ư? Trung Ly vô lệ, ngươi không phải đối thủ của ta. Chiến Phong, huynh nói cho ta chân tướng. Huynh nói cho ta chân tướng đi Chiến Phong. Nhật Uy chỉ đi lấy thuốc thôi mà. Cô ấy đi lấy thuốc cho trang chủ mà. Tại sao cô ấy lại chết? Tại sao các người lại muốn cô ấy chết? Cô ấy chỉ là một tỷ nữ của Mai Viện. Cô ấy có thể làm hại ai chứ? Đủ rồi. Trời mưa to, Trung Ly vô lệ, nếu tôi là huynh, bây giờ tôi sẽ đi thu thập hài cốt của Điệp Y. Mau mở cửa. Trang chủ, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao phải đóng lại? Là phòng khách. Phòng khách bị hỏa dược của Lôi Kính Hồng phá hủy rồi. Ngươi nói ai? Chính là Lôi Kính Hồng đã giết lão trang chủ của chúng ta. Chủ thư, Huân Ni, lùi xuống hết cho ta. Lùi xuống. Vâng. Huân Y, sao bọn chúng lại ở đây? Tại sao lại nói Lôi Kính Hồng phá hủy phòng khách? Em không biết. Em bị nhốt ở đây. Chiến Phong không cho em ra ngoài. Tại sao chỉ có em? Điệp Y và Trung Ly đường chủ đâu? Điệp Y bị phó đường chủ gọi đi. Trung Ly đường chủ đi tìm cô ấy rồi, vẫn chưa trở về. Sẽ không có chuyện gì. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Hoàng thị vệ, cô ở lại đây cùng với Huân Y. Ta đi phòng khách xem. Vâng, tiểu thư. Cái gì cũng không có. Không có. Trung Ly đường chủ, huynh ngồi đây làm gì? Trung Ly đường chủ, Điệp Y đâu rồi? Cô ấy, Điệp Y mất rồi. Không thể nào. Không thể nào. Huynh lừa ta có đúng không? Huynh lừa ta. Ta không tìm được cô ấy. Mưa to quá. Cô ấy mất rồi. Điệp Y đã mất đi như vậy rồi. Ta không tìm được cô ấy. Điệp Y, Điệp Y,
Điệp Y đã mất đi như vậy rồi. Cô ấy mất rồi. Quá bắt quá rồi. Cậu nhìn rõ thật chứ? Chính là Lôi Kính Hồng. Trang chủ, sao lại ướt hết người thế này? Đám hạ nhân của Mai Viện làm gì rồi? Phó trang chủ có tinh thần thật. Đêm khuya còn nghị sự ở đây. Muội vừa mới khỏi bệnh. Không nên. Về thay bộ đồ đi đã. Tại sao muội vừa đi thì Điệp Y đã gặp chuyện rồi? Tại sao lại sai muội ấy đi lấy thuốc? Tại sao muội ấy lại xuất hiện trong phòng khách? Tại sao phòng khách lại có thuốc nổ? Muội ấy chỉ là một tỷ nữ. Tại sao huynh phải giết muội ấy? Trang chủ, cô nói cái gì vậy? Dệ Tổng Quản từng giao thủ với người đặt hỏa khí, người đó chính là Lôi Kính Hồng. Không đúng. Huynh nói dối. Tại sao trang chủ lại nghĩ là ta đang nói dối? Không lẽ trang chủ cũng đã gặp Lôi Kính Hồng sao? Phải đấy, nhà đầu. Tại sao lại nói Dệ Tổng Quản nói dối? Tôi ướt hết người rồi. Cô đi đâu thế? Ngày mai ta phải tham kiến các vị đường chủ và hương chủ ở sảnh nghị sự, kể cả Duệ Đại Tổng Quản và Phó Trang Chủ. Ngày mai tiểu thư lên đại sảnh, định nói mình đã gặp Lôi Kính Hồng thật sao? Đúng. Lôi Kính Hồng là người tình nghi lớn nhất trong vụ giết hại lão trang chủ. Với tình cảnh như vậy, tiểu thư định thừa nhận từng gặp cậu ta? E là sẽ để mất lòng người. Nếu ta không nói thì Điệp Y sẽ chết uổng. Không chỉ có Lôi Kính Hồng bị oan, mà hung thủ thực sự cũng sẽ ngoài vòng pháp luật. Vừa rồi ta không nói là vì Lôi Kính Hồng vẫn chưa đi xa. Nhưng đến ngày mai, đợi Lôi Kính Hồng trốn xa rồi, sẽ là lúc chân tướng sáng tỏ. Cái này chính là Kỳ Lân Hỏa Lôi. Cái này là Lôi thiếu chủ đưa đại tiểu thư sao? Trung Ly Vô Lệ, huynh có phải là đàn ông không vậy? Huynh ở đây thổi sáo sầu muộn thương cảm, còn không nói gì. Ta sẽ nói với tiểu thư, huynh dùng bỏ ta. Huynh không cần ta thật à? Huynh mắt qua mày lại với ta, huynh dám nói trong lòng huynh không có ta không? Nếu trong lòng huynh có ta, thì hãy theo ta trở về. Ai nói huynh không có nơi nào để đi chứ? Đến Mai Viện chúng ta đi. Mai Viện ư? Mấy ngày qua ta đang định nấu nướng ở Mai Viện. Huynh phụ trách nhóm lửa cho ta, ta lo việc nấu cơm. Ngày trước huynh đốt nhiều thứ ở Thanh Long Đường như vậy, chắc chắn sẽ làm tốt việc nhóm củi. Sao nào, không thích ư? Không vui à? Tiểu thư, sáng nay thức dậy, thiên hạ Vô Đao Thành và một vài trưởng môn võ lâm đều lần lượt đến Sơn Trang, là Duệ Lãng mời tới.
Nếu như là đối chất công khai, em sợ không ai nói giúp ta đúng không? Duệ Lãng mời những vị tiền bối giang hồ này tới chính là vì muốn lợi dụng bọn họ khiến tiểu thư phải nể nang. Ta chẳng sợ gì cả. Trang chủ gọi chúng ta đến là vì chuyện gì vậy? Lát nữa là biết thôi. Trang chủ đến. Tham kiến trang chủ. Tham kiến trang chủ. Các vị mời ngồi. Không biết hôm nay gọi chúng ta đến là vì chuyện gì? Bình tĩnh đã, đừng sốt ruột. Canh ba đêm qua, thành Đông trấn Miêu Hà có một vụ nổ. Nổ chết 15 người, làm bị thương 39 người. Các phòng trong liệt hỏa cũng cùng lúc phát nổ. Thị nữ thiếp thân của trang chủ bất hạnh qua đời. Đệ tử trang ta tổng cộng có 12 người bị thương. A-di-đà Phật. Ai làm vậy chứ? Đúng thế, không biết là ai làm. Thật đáng thương, đều là những người vô tội cả. Duệ đại tổng quản, cậu có biết chuyện này là do ai làm không? Hai ngày trước, Lô Kính Hồng đến trấn Miêu Hà, dẫn theo tất cả 18 đệ tử, mang rất nhiều vũ khí. Hơn nữa, đêm qua khi Lô Kính Hồng tấn công sân trang chúng ta từng chiến đấu với hắn. Ta là nhân chứng. Là Lô Kính Hồng. Lại là Lô Kính Hồng, không phải chứ? Đây là bằng chứng thép đấy, nhất định là thật. Duệ đường chủ, huynh nói đêm qua từng giao chiến với Lô Kính Hồng sao? Đêm qua thuộc hạ đã bẩm báo lên trang chủ chuyện này. Trang chủ quên rồi sao? Đúng là muội đã hỏi huynh, nhưng lại quên mất không hỏi cho kỹ. Huynh có thể khẳng định người đã giao chiến với mình tối qua là Lô Kính Hồng sao? Đúng là Lô Kính Hồng. Đêm qua không trăng không sao, sao huynh lại chắc chắn đến vậy? Lửa cháy đầy trời sáng như ban ngày, ta không thể nhìn nhầm được. Huống hồ ta còn có bằng chứng thép trong tay. Bằng chứng thép ư? Là kẻ nào vậy? Không biết. Còn có bằng chứng thép ư? Thấy bảo thế, huynh lấy ra đây đi. Người đâu? Đưa Lôi Kính Hồng lên đây. Đúng đấy, thật không ngờ lại là hắn. Lôi Kính Hồng. Thật sự là Lôi Kính Hồng sao? A-di-đà Phật. Lôi thí chủ, đêm qua thực sự là thí chủ ra tay sao? Phương Trượng đại sư, loại ác nhân này làm chuyện ác sao có thể thừa nhận được chứ? Nhưng bằng chứng như sơn, lần này hắn không thoát được đâu. Không chỉ là chuyện này, cả cái chết của lão trang chủ, ta nghĩ kẻ thù ác cũng chẳng dám thừa nhận đâu. Đã muốn thêm tội thì nói gì chẳng xong. Giết hắn. Đúng, giết hắn. Giết hắn, báo thù cho lão trang chủ. Giết hắn, báo thù cho trang chủ. Giết hắn. Giết hắn. Đúng, để báo thù cho trang chủ. Báo thù cho trang chủ. Đến đây, các người đến giết ta đi. Hung thủ thật sự đang ở sau lưng cười thầm đấy. Cả đời này các người cũng không biết đáp án đâu. Chuyện đã đến nước này rồi, người vẫn còn rảo biện sao? Không phải hắn. Người bắn hỏa khí không phải Lôi Kính Hồng. Vì hôm qua lúc phát nổ, ta đang ở cùng hắn. Gì cơ? Không phải chứ? Đúng vậy. Thả Lôi Kính Hồng ra. Ta nói thả hắn ra. Tiểu thư, muội là nói chào nhiệm thiên nhận thái lộc. Đêm qua muội nhờ Lôi Kính Hồng dạy cho cách dùng kỳ lân hỏa lôi. Vậy có phải tiểu thư nhớ sai thời gian rồi không? Muội nhớ rõ hơn huynh. Vậy sao? Xem này, nha hoàn này là ai vậy? Đúng vậy, không quen, chưa từng gặp. Nhân
Bình thường cô làm việc gì? Nô tỳ là tỷ nữ của tiểu thư, bình thường phụ trách hầu hạ tiểu thư. Vậy tối qua cô có hầu hạ tiểu thư nhà cô chứ? Có. Vậy tiểu thư đã làm gì? Cả đêm qua tiểu thư không ngủ, ngồi bên cửa sổ ngẩn người, thỉnh thoảng thở dài. Cả một đêm sao? Đúng. Tiểu thư không ngủ, nô tỳ cũng không dám ngủ. Vì sao tiểu thư cả đêm ngẩn người không ngủ? Vì tiểu thư như đang nhớ một người. Nhớ một người ư? Nhớ ai vậy? Không biết. Tiểu thư nhớ ai vậy? Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Lôi thiếu gia. Lôi Kính Hồng ư? Không sai, đúng thật là hắn. Đang nhớ hắn sao? Chẳng lẽ hai người họ? Lôi thiếu gia nào? Lôi Kính Hồng. Lôi thiếu gia. Vì sao tiểu thư lại nhớ hắn? Vì nói. Vì tiểu thư nói thích hắn. Tiểu thư thường nói có thể làm mọi việc vì hắn. Chỉ cần trong lòng hắn có tiểu thư. Dễ lãng. Từ xưa nữ nhi luôn đa tình. Đáng tiếc. Thật đáng tiếc. Dội đường chủ thấy không khí hôm nay nghiêm túc quá, nên muốn diễn kịch cho mọi người xem. Dội đường chủ có lòng rồi. Tiểu thư thích thiếu niên nhà nào? Vốn không liên quan đến bọn ta. Nhưng đây là mười mấy mạng người đó, sao có thể dễ dàng thả hung thủ đi được? Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Mộ Dung đường chủ, có thuộc hạ. Trang chủ dặn dò điều chi? Hai tỷ nước của ta là ai? Điệp Y và Huân Y. Ngài có từng thấy nha đầu này bên cạnh ta không? Lão phu chưa từng để ý. Nếu Dệ đường chủ đã có hứng thú với chuyện riêng của ta đến vậy, tại sao không gọi nha đầu thân cận nhất của ta là Huân Y ra đây chứ? Gọi Huân Y ra đây. Chỉ sợ họ là nha hoàn thân cận của tiểu thư, lời gì cũng không dám nói. Cho dù nói rồi cũng chưa chắc là thật. Ý của Dệ đường chủ là cô nương vốn không phải tâm phúc của ta rồi. Nếu không phải thân tín của ta, cô ta chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu quét dọn trong viện của ta thôi. Tại sao ta phải nói với nó là ta thích ai hay không thích ai chứ? Đúng đấy, nói cũng đúng, có lý. Duệ đường chủ, lần sau diễn kịch nhớ suy nghĩ chu toàn hơn nhé. Mời hoàng thị vệ. Chân nhân. Liệt Trang chủ, đây là thị vệ thân cận của Tĩnh Nguyên Vương đấy. Đúng, Bần Ni từng gặp cô ấy. Cô ấy là kim bài nữ bổ đầu được triều đình ngự ban. Đêm qua ta cùng Liệt Trang chủ đến núi hoàng của Trấn Miêu Hà điều tra về hỏa lôi kỳ lân. Khi bom nổ, Lôi Kính Hồng ở cùng ta và Trang chủ, không thể nào giao thủ với Duệ Lãng. Chuyện này hoàng thị vệ cũng nói đúng đấy, nhất định là thật, không thể sai được. Đúng đấy, vậy chẳng lẽ Duệ đại tổng quản nói sai? Đúng vậy. Duệ đường chủ, người không nên gọi ta là tiểu thư, mà nên gọi ta là Trang chủ. Vâng, Trang chủ. Ta hỏi ngươi lần nữa, người đêm qua giao thủ với ngươi là Lôi Kính Hồng sao? Thuộc hạ mắt kém, nhìn nhầm người. Tình hình này đúng đấy. Tôi không
Ta sẽ không xử trí ngươi. Nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là người của Liệt Hỏa Sơn Trang. Hôm nay rời khỏi Liệt Hỏa Sơn Trang. Nếu không, ta cũng khó giữ mạng ngươi. Vâng. Các vị, đây là hỏa lôi kỳ lân mà đêm qua Lôi Kính Hồng đã đưa cho ta. Đây sao lại không... Mời các vị theo ta đến sau núi. Ta cho các vị xem cách dùng hỏa lôi kỳ lân thật sự. Lợi hại quá vậy. Chắc hẳn mọi người đã nhìn thấy cả rồi. Kỳ lôi hỏa lân này buộc phải kéo giãn dây đạn thì mới cho nổ nó được. Võ công của cha ta mọi người cũng biết cả. Có cao thủ tuyệt thế ở ngoài mấy trăm mét, cha ta cũng có thể phát hiện ra. Trên đời này có được mấy cao thủ tuyệt thế có thể lại gần cha ta như vậy? Nếu chỉ dựa vào điều này thì chỉ có thể chứng minh không phải đích thân Lôi Kính Hồng ra tay. Thích Địch Môn vẫn còn rất nhiều đệ tử mà. Đúng thế. Tại sao Đao Thành Chủ cứ khẳng định là Thích Địch Môn vậy? Lẽ nào bí kíp chế tạo thuốc nổ của Thích Địch Môn không bao giờ bị lộ sao? Nếu dễ dàng lộ ra ngoài thì Thích Địch Môn làm sao có thể đứng vững trên giang hồ? Ở đây có một vị đà chủ bị trục xuất khỏi Phích Lịch Môn. Người đó là người biết chế tạo thuốc nổ, cũng là người chế tạo kỳ lân hỏa lôi. Nếu dùng số tiền lớn để thưởng cho người đó, lẽ nào người đó lại không chế tạo kỳ lân hỏa lôi mới sao, Đao Thành Chủ? Mọi người nghĩ sao? Ý bà thế nào? Trang chủ à, thuốc nổ quan trọng của Phích Lịch Môn đều có bí kíp riêng của mình. Mỗi lần chế tạo ra một loại thuốc nổ luôn cần có mấy bước, mà mấy bước quan trọng nhất chỉ có môn chủ mới biết rõ. Thế nên sau khi thuốc nổ được chế ra bán thành phẩm đều giao cho môn chủ một mình hoàn thành, để phòng bí kíp bị tiết lộ ra ngoài. Đây là lợi mà cũng là hại. Tuy nhờ đó mà đề phòng bị lộ ra ngoài, nhưng cũng vì thế mà không thể sản xuất lượng lớn thuốc nổ hùng bá giang hồ. Liệt Trang chủ hiểu biết ít, không biết những điều này cũng dễ hiểu thôi. Đúng đấy. Các vị, lão trang chủ chết bởi kỳ lân hỏa lôi, Diệp Y cũng chết bởi kỳ lân hỏa lôi. Đây là loại thuốc nổ chỉ Phích Lịch Môn mới có, là thật sự không thể chối cãi. Hiểm nghi của Lôi Kính Hồng không thể rửa sạch được. Giải Lôi Kính Hồng giam vào ngục, trông chừng nghiêm ngặt. Rõ. Không. Giải Lôi Kính Hồng về phong viện, đích thân ta trông chừng, đề phòng bất cứ sự cố nào. Rõ. Đi. Tại sao phải rắc rối vậy chứ? Một đao giết chết địch như ca đó cho xong, thế mới nhanh gọn. Chiến Phong không nỡ. Hôm nay ở trên chỗ phán xử, hắn mềm lòng không nói tiếng nào. Nếu không phải thế, cũng không thể để Liệt Như Ca chiếm thế thượng phong. Hắn không nói câu nào thật sao? Đúng thế. Hắn mềm lòng như vậy, Liệt Như Ca chết đi thì người được lợi nhiều nhất không phải là cung chủ, mà là hắn. Có một số nam nhân yếu đuối cứ như nữ nhân vậy, coi trọng tình cảm hơn cả tương lai của mình. Cái chấn tồi tàn này chẳng có rượu ngon món ngon gì cả. Chúng ta về Vô Đao Thành đi. Chuyện đến nước này cũng không có gì để làm cả đâu. Giờ vẫn chưa thể đi.
Lòng ta không được yên tâm. Đại ca vẫn lo gì nữa? Ta phải đợi được tin đã chết của Lôi Kính Hồng mới yên tâm được. Nói với người của chúng ta, theo dõi mọi hành động của Liệt Hỏa Sơn Trang. Vâng, thưa đại ca. Tiểu thư, người không thể ra ngoài được. Phòng thiếu gia đã dặn dò bất cứ ai lại gần hắn đều sẽ giết ngay. Huynh ấy bị thương nặng như thế, ta không đi thì huynh ấy sẽ chết. Tiểu thư, người nghe em nói, ở đây có nhiều cao thủ, nếu cứu được hắn thì chưa ra khỏi đây cũng sẽ bị giết cùng nhau rồi. Phó trang chủ và người không có tình phu thê, ngày ấy sẽ không bao giờ nương tay đâu. Tiểu thư, người đừng đi. Tiểu thư, người phải cân nhắc cho kỹ. Tiểu thư. Đừng. Vân Nhi cô nương, cô đến làm gì thế? Hôm nay ta đến để gặp phu nhân của phó trang chủ. Vân Nhi tham kiến phó trang chủ phu nhân. Tìm ta có chuyện gì? Tiểu thư nhà ta muốn gặp phu nhân. Lôi Kính Hồng thế nào rồi? Không cho uống nước, không cho ăn cơm, cho ở ngoài phơi nắng hứng gió. Cứ tiếp tục thế này chưa chắc đến 3 ngày nhất định sẽ thương nặng mà chết thôi. Ta thấy bọn họ muốn mặc kệ huynh ấy rồi, để mặc huynh ấy cứ vậy mà chết. Huynh ấy bởi vì tín nhiệm ta mới mạo hiểm đến đây. Cô giúp ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Cô muốn cứu huynh ấy đi sao? Không chỉ cứu, ta còn phải đích thân đưa huynh ấy đi. Cô cũng đi. Nếu như ta không đi cùng huynh ấy, ta sợ nửa đường sẽ có người giết huynh ấy. Ta là trang chủ, mặc dù ta không thể điều binh khiển tướng, nhưng cũng sẽ không có người tùy tiện giết ta. Vậy sau đó thì sao? Cô làm sao đối diện với đám người trong sơn trang? Huynh ấy là nghi phạm giết chết cha cô mà. Ta sẽ đi tìm Ngọc Sư huynh. Ta không thể tiếp tục ngồi không chờ chết. Bằng không, không những không thể báo thù cho cha và Điệp Y, còn hại chết cả Lôi Kính Hồng, hại tất cả những người xung quanh ta. Bây giờ ta đi chuẩn bị. Như ca, cảm ơn. Trong này là một ít bạc vụn và mấy bộ đồ để thay. Em để vào đây cho người. Lần này người đi không biết lúc nào mới trở về. Nhớ bạc phải tiêu tiết kiệm một chút. Nếu không ở bên ngoài, không có tiền bạc trong người sẽ rất phiền phức đấy. Thuốc trị ngoại thương em cũng bỏ vào đây rồi, người đừng quên nhé. Điệp Y trên trời có linh thiêng sẽ bảo vệ cho người. Huân Y, em đi cùng với ta đi. Chúng ta cùng đi tìm Cơ Sư huynh, đi giải thích rõ ràng với huynh ấy, để huynh ấy vĩnh viễn đừng quay lại sơn trang, mang theo em lưu ẩn giang hồ. Vừa rồi Đa Tam tiểu thư ở đây em không tiện nói. Thực ra Cơ thiếu gia luôn cho rằng Phong thiếu gia chỉ là nhất thời hồ đồ, cho nên huynh ấy nhất định sẽ quay lại sơn trang. Em muốn ở đây đợi huynh ấy, ở bên huynh ấy. Nhưng ta sợ. Đã qua nhiều năm như thế, người có từng nhìn thấy em phải chịu thiệt bao giờ chưa? Không có. Điệp Y bá đạo hơn em, nhưng mỗi lần chịu thiệt luôn là cô ấy. Đúng thế. Cho nên nếu như quá khứ không thì tương lai cũng không. Nhưng mà bây giờ khác lúc trước rồi. Tiểu thư, người phải tin em. Em sẽ chăm sóc tốt cho mình. Nhưng mà không cần nhưng mà. Tiểu thư đừng đường là đại tiểu thư. Người cứ để tâm đến một tỷ nữ còn ra cái dạng gì nữa. Em không phải tỷ nữ, em là tỷ muội của ta. Vậy thì tiểu thư hãy thay em, thay Điệp Y. Nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân.
Em cũng vậy. Chăm sóc tốt cho bản thân. Mấy người các ngươi ra ngoài hết đi. Vâng. Muốn giết thì giết đi. Vì sao ngươi lại mạo hiểm chết ở đây? Quân tử trọng nghĩa, tiểu nhân chỉ vì lợi. Ngươi không ở đây, cô ấy cùng lắm là giả vờ bệnh, tiếp tục làm đại tiểu thư. Nhưng chỉ cần ngươi xuất hiện, cô ấy lại muốn cứu ngươi. Cứu ngươi chính là kẻ thù với ta. Đều là vì ngươi đã làm những chuyện đó mới ép cô ấy là kẻ thù với ngươi. Muốn uống rượu chứ? Trước khi chết say một lần, ta cũng không thấy uổng cuộc đời này nữa. Vậy ngươi hãy uống đi. Đóng cửa lại. Vâng. Ai đấy? Là muội, Chiến sư huynh. Muội có thể vào không? Chiến sư huynh, cửa không khóa, vào đi. Rượu thơm quá. Lúc vào trong viện muội đã ngửi thấy rồi. Rượu này tên là gì vậy? Thiêu đao tử. Thiêu đao tử sao? Thì ra là loại rượu bình thường nhất. Quả nhiên rượu không cần phải quý mới ngon. Huynh biết vì sao hôm nay muội lại đến không? Vì sao? Vì đột nhiên muội rất muốn uống rượu. Muội nhớ huynh và cơ sư huynh đều thích uống rượu. Hơn nữa uống vỏ này đến vỏ khác, cho nên muội rất tò mò. Rốt cuộc huynh và cơ sư huynh ai có tửu lượng lớn hơn? Muội nhớ có một lần hai huynh trộm mấy mươi vỏ rượu của cha, bảo muội và Ngọc sư huynh làm chứng cho hai người. Là ta thắng, huynh sai rồi. Huynh không thắng là vì có người ăn gian. Ăn gian gì? Là muội ăn gian.
Lúc Huynh uống đến vò thứ 8, Mùi sợ Huynh sẽ thua. Cho nên mấy vò rượu sau, Mùi đã lén rót thêm nước vào. Vì sao? Vì cơ sư Huynh thua rồi cũng chỉ cười ha ha một cái. Còn Huynh thua rồi thì sẽ để bụng rất lâu. Từ nhỏ Huynh đã thế. Chuyện gì cũng phải làm cho tốt nhất. Võ công phải cao nhất. Khinh công phải nhanh nhất. Đao pháp phải dứt khoát nhất. Thơ từ của Ngọc Sư Huynh tốt nhất được thầy khen ngợi. Thì Huynh không vui đến 3 tháng. Luôn vất vả khổ luyện thơ từ, cho đến khi thầy khen Huynh. Cho nên muội không thể để Huynh thua. Vì muội muốn làm Huynh vui. Vì muội luôn cho rằng Huynh là anh hùng. Vì anh hùng không thể nhẫn nhịn thất bại, càng không thể thất bại. Vì thế muội mới thích Huynh như vậy. Thích đến nỗi ngay cả bản thân muội cũng đều quên đi. Nhưng bây giờ muội phát hiện muội sai rồi. Một anh hùng sẽ không đạp lên cơ thể người khác để đi qua. Mà Huynh chẳng qua là một người không từ thủ đoạn. Chỉ cần có người cản trở Huynh, Huynh sẽ trăm phương ngàn kế trừ khử hắn. Đối với Tiểu Phong 8 tuổi cũng như vậy. Danh Y và Điệp Y cũng là như vậy. Lôi Kính Hồng là như vậy. Đối với muội, Huynh cũng không có ngoại lệ. Có lẽ muội nên cảm ơn Huynh. Cảm ơn Huynh đã không giết muội. Nhưng thực ra Huynh nên giết muội. Như vậy có lẽ dứt khoát hơn một chút. Huynh không cần đưa muội về giám sát muội. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Không phải Huynh rất thích làm trang chủ không? Muội không nên làm trang chủ. Muội không hề thích trang chủ này. Nhưng trang chủ sẽ không là Huynh và Duệ Lãng. Vì sao là Phích Lịch Môn? Là vì Huynh muốn tìm một hung thủ cho nguyên nhân cái chết của cha? Hay là Lôi Kính Hồng là một thiếu chủ? Chỉ cần hắn chết rồi, Phích Lịch Môn sẽ không có người kế thừa. Lại hoặc là những nguyên nhân này đều phải. Muội không nên biết những chuyện này. Hóa ra là như vậy. Hóa ra cái gì muội cũng không cần biết. Để các huynh ở đây giết chóc thảm khốc. Muội không nên biết những chuyện bẩn thỉu này. Muội bỏ thuốc trong rượu của Huynh. Để ta chết rồi càng tốt. Ca Nhi, bên ngoài rất nguy hiểm. Muội sẽ đợi sau khi ta chết mới rời đi sao? Huynh cảm thấy thuốc muội bỏ vào sẽ khiến Huynh chết sao?
còn có thể đi được không? Ta không sao. Cẩn thận. Vào đi. Thành chủ, phó thành chủ. Có xe ngựa đi từ Liệt Hỏa Sơn Trang. Không có binh sĩ nào đi theo sau. Chỉ có một phu xe điều khiển xe, cũng không biết bên trong là ai. Ta đi xem. Không. Ta đi. Hoàng Tông, sau đó chúng ta đi tìm Ngọc Sư Huynh. Trên đường vất vả rồi. Vết thương của huynh thế nào rồi? Vết thương ngoài da không đáng bận tâm. Còn cứng miệng ư? Nửa cái mạng cũng không còn. Mấy tên tiểu nhân đó mà cũng muốn nửa cái mạng của Lôi Kính Hồng ta sao? Nằm mơ. Huynh làm gì thế? Để ta nắm tay một chút. Muội đi cùng ta đi. Lần này không được. Nhưng lần này ta đi chính là công khai trở thành địch với Liệt Hỏa Sơn Trang và Vô Đao Thành. Ta rất khó gặp muội lần nữa. Muội đi cùng ta đi. Quên đi Vô Đao Thành. Lần này không phải vì Vô Đao Thành, là vì huynh. Vì ta ư? Lần này hai người chạy trốn đã là kinh hãi thế tục. Ta lại mất tích. Giang hồ không chịu được biến cố lớn như vậy. Giang hồ thì sao? Có liên quan gì đến Lôi Kính Hồng ta? Đương nhiên là có liên quan. Đắc tội hai ca ca của ta, ai cũng không có gì tốt lành hết. Hơn nữa huynh đang chạy trốn. Người không thể để huynh rơi vào cảnh ngộ nguy hiểm được. Nhưng ta, lần sau, đợi lần sau gặp được huynh, ta nhất định sẽ đi cùng huynh. Ta đồng ý với huynh. Vậy muội nhất định phải đợi ta. Nhất định rồi. Như ca, chúng ta đi như vậy, họ có làm khó được y và huân y không? Điệp y. Điệp y làm sao vậy? Đêm Sơn Trang bị tập kích, Điệp y đã chết rồi. Cái gì? Sớm biết như vậy, ban đầu ta nên dẫn cô ấy theo. Dẫn theo ư? Huynh và cô ấy. Cô ấy. Cô ấy là muội của ta. Lúc đầu huynh nói muốn tìm muội muội cho người khác. Hóa ra là tìm cho huynh ư? Điệp y là muội muội của ngươi. Vậy người nói cho cô ấy chưa? Người nên nói cho cô ấy chứ. Cô ấy rất muốn có một gia đình của chính mình. Nhưng mệnh dịch của cô ấy là ám dạ tuyết. Ta không thể nói cho cô ấy biết được. Chuyện đã thế này, nghĩ nhiều vô ích. Ta tin sau này huynh nhất định có thể giúp cô ấy báo thù rửa hận. Trên xe ngựa là ai? Có thể hiện thân ngội ngộ không? Vội vã xuống núi không biết là vì chuyện gì.
Liệt Hương, đại ca. Ngồi xuống núi làm gì? Chiến phòng đón Liệt Như Ca về phong viện ở. Muội không được thoải mái nên định về Vô Đa Thành ở mấy ngày. Cái gì? Hắn còn hạ lệnh không cho người của Duệ Lãng tiếp cận phong viện. Chuyện này là muội phu làm không ổn rồi. Nhưng muội cũng không thể tùy tiện xuống núi được. Bây giờ muội là phu nhân phó trang chủ rồi, vì chút chuyện nhỏ mà về nhà ngoại còn ra thể thống gì nữa. Sau khi thành hôn, muội và hắn chưa từng cùng phòng. Đại ca cũng không phải là không biết. Phu thê thôi mà, có cái danh là được rồi. Đi, theo đại ca cùng về. Về đâu? Về Liệt Hỏa Sơn Trang. Ta thay muội giải thích với Phong thiếu gia vài câu, tránh để hai người nảy sinh hiềm khích. Ta sẽ cùng muội ngồi cùng một chiếc xe ngựa có được không? Sao? Có gì không ổn à? Không có. Mời. Chiến phó trang chủ. Liệt Hương, mau đi gọi người. Vâng. Khoan. Dìu hắn về phòng muội trước, để người khác thấy hắn ngủ ở đây còn ra thể thống gì nữa. Tại sao vậy? Phó trang chủ, lúc đấy thuộc hạ đã kiểm tra rượu của ngài bị người ta bỏ thuốc vào. Là ai bỏ thuốc vào rượu? Có người bỏ thuốc vào rượu của đệ mà đệ không hay biết sao? Được rồi, phó trang chủ còn cần nghỉ ngơi, vậy chúng ta không quấy rầy nữa. Ta ra ngoài đợi muội. Rõ ràng hắn biết hết tất cả, tại sao không nói? Vừa rồi ta đã xuống núi là vì huynh cho Liệt Như Ca vào ở phong viện, làm ta rất mất thể diện. Sau đó gặp đại ca ta, huynh ấy ngăn ta lại rồi đưa về. Huynh mở xích tay và xích chân cho Lôi Kính Hồng là cố ý hay vô tình vậy? Chuyện này cô không giấu được đại ca cô đâu. Chuyến này ra ngoài hắn sẽ không tha cho cô đâu. Thành chủ, sao rồi? Tam tiểu thư còn chưa ra sao? Phong thiếu gia không chịu thả người, cùng với tiểu thư đang nghỉ ngơi. Không phải họ
chưa từng ngủ cùng phòng sao? Có lúc cũng ngủ cùng nhau. Hôm nay tiểu thư giận dỗi bỏ đi. Vừa rồi Phong thiếu gia vẫn luôn dỗ cô ấy. Hai người liền... Chiến Phong cũng là một người đàn ông bình thường mà. Thành chủ đi sao? Đi thôi. Chăm sóc Đao Tam tiểu thư cho tốt. Không... Phó trang chủ phu nhân. Vâng. Mọi người xem, trang chủ mang theo lôi kính hồng bỏ chạy rồi. Thế này còn ra thể thống gì chứ? Vì một lôi kính hồng vứt bỏ cả sơn trang, không phải muốn để cả thiên hạ chê cười chúng ta sao? Mộ Dung à, Mộ Dung, ông dung túng cô ấy quá rồi. Hôm đó ông còn nói đỡ cho cô ấy. Ông nhìn xem, mới chớp mắt, cô ấy đã đem lệnh bài bỏ chạy cùng với nghi phạm rồi. Có thể cô ấy có nỗi khổ riêng. Cô ta đem theo nghi phạm giết chết lão chàng chủ bỏ chạy. Vậy cô ta là kẻ địch của chúng ta. Cô ấy sợ chúng ta lạm sát người vô tội mới ra hạ sách này. Duệ đại tổng quản, không thể nói nghiêm trọng như vậy được. Phải, nhà đầu đó đúng là chẳng ra sao. Nhưng mà Duệ lãng, người cũng quá thiên vị rồi. Người giết chết lão trang chủ chính là kẻ địch của chúng ta. Người... Cô ta là đồng phạm. Những lời này đừng để ta nghe thấy lần nữa. Nếu như kẻ nào dám làm tổn thương cô ấy, chính là kẻ địch của Chiến Phong ta. Duệ đại tổng quản, ngươi không nên sỉ nhục trang chủ như vậy. Phải đấy, thật hỗn xược. Truyền lệnh xuống, trang chủ bị lôi kính hồng bắt cóc. Chỉ cần là đệ tử trong trang, nếu có được tin tức phải lập tức bẩm báo, không được đánh rắn động cỏ. Mọi chuyện phải lấy tính mạng trang chủ làm trọng. Vâng. Vâng. Đông Hải báo tin thắng trận. Đông Hải báo tin thắng trận. Đông Hải báo tin thắng trận. Đại tiểu thư, là tiệp báo. Đông Hải tiệp báo. Đông Hải tiệp báo. Đông Hải tiệp báo là điện hỏa lệnh. Đông Hải tiệp báo. Cậu bé, nào. Lệnh bài này của đệ sao? Đây là thứ rơi xuống trên người thư sinh tóc trắng vừa rồi. Thư sinh tóc trắng sao? Người đó đâu rồi? Người đó đi về phía kia kìa. Tấm lưng này nhìn quen quá. Nhìn dáng đi, chắc cũng không phải là người biết võ. Chúng ta đi theo rồi nói. Tỷ tỷ giúp đệ trả người đó nhé. Bánh bao, lần sau lại tới nhé. Bánh bao đây, bánh bao nóng hổi đây. Đại tiểu thư, hữu cầm tiên sinh. Cầm tiên sinh, mái tóc này của huynh, đừng nói chuyện này vội. Sư tổ vẫn đang đợi cô. Lão tiên sinh cũng ở bên trong ư? Đúng, chính là người đã lệnh cho ta ở dưới núi đợi tiểu thư. Ở dưới núi sao? Tiên sinh sớm đã biết ta sẽ trốn thoát. Sư tổ còn biết Cơ Kính Lôi đi bao vây Lôi Kính Hồng chỉ là nói dối. Cũng đoán được Lôi Kính Hồng sẽ gặp mặt đại tiểu thư. Tất cả sau đó người đều đoán được hết rồi. Huynh đã theo chúng ta suốt chặng đường sao? Đúng. Bắt đầu khi Lôi Kính Hồng gặp cô, ta đã đi theo rồi. Đưa ta đi gặp lão tiên sinh. Lão tiên sinh, ta là Liệt Như Ca.
Liệt đại tiểu thư mời vào. Lão tiên sinh, nghe nói Liệt trang chủ bị ám sát, đại tiểu thư xin chớ đau buồn. Chúng ta ở đây cũng chỉ là tạm bợ, không có chuẩn bị trà gì cả. Các vị uống tạm đi. Hiếu Cầm tiên sinh không cần khách khí, chúng ta đều đang bỏ trốn. Đại tiểu thư không cần phải thử nữa đâu, công phu của ta đã mất cả rồi. Tại sao chứ? Vì sư tổ vốn dĩ đã bị thương nặng, hôm đó ở bên ngoài danh lại động đến nội lực, suýt nữa đã mất mạng. May mà có công phu mấy chục năm, đã bảo vệ được tính mạng của người. Đều là vì ta và sư huynh, cũng là vì Bắc Tính vùng duyên hải nữa. Thời gian có hạn, chúng ta nói chuyện chính đi thôi. Được, ta và sư tổ sẽ đưa cô đến phái Phiêu Diểu. Bây giờ chỉ có nơi đó là an toàn nhất, đó cũng là nơi duy nhất trên đời Ám Hà Cung không thể đến được. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Đại tiểu thư, ta không đi. Đại tiểu thư, xin cô suy nghĩ lại. Hôm đó ở quân doanh Đông Hải, chúng ta có nhiều người như thế, vậy mà đối phó với Tam Cung Chủ Ám Dạ Tuyệt vất vả như vậy. Nếu như là Cung Chủ Ám Dạ Lam muốn lấy mạng cô thì quá dễ dàng rồi. Tiên sinh, huynh không cần khuyên ta nữa, ta sẽ không đi đâu. Thực ra từ trước sư phụ đã đoán ra cô sẽ không đi rồi. Lão tiên sinh quả nhiên là tính toán như thần. Ta vẫn còn một cách nữa. Để ta đi gặp Ngọc sư huynh ư? Đúng vậy, ta cũng nghĩ đến cách này rồi. Không bằng để ta nói ra suy nghĩ của ta, xem có giống như những gì lão tiên sinh đang nghĩ không. Ta định đến trấn Bình An rồi sẽ đánh trống cua chiêng, đưa Lôi Kính Hồng lên thuyền. Đánh trống cua chiêng ư? Cô muốn chết à? Nếu như sự mất tích của ta và Lôi Kính Hồng đã trở thành bí mật, thì kể cả một ngày nào đó có ai giết cũng sẽ không ai biết. Đến lúc đó thế nhân chắc chắn đều sẽ nghĩ ta vẫn ở trong Liệt Hỏa Sơn Trang, mà sự biến mất của Lôi Kính Hồng cũng chẳng cần giải thích nhiều. Càng ồn ào thì càng an toàn. Có vô dụng thế nào thì ta cũng vẫn là một trang chủ, và Lôi Kính Hồng vẫn là một thiếu chủ. Thêm vào đó giờ phích lịch môn chưa rõ thế nào, ta tin là sẽ không có ai công khai giết chúng ta đâu. Nhưng cô phải chú ý, sẽ có sát thủ. Đúng vậy, đây chỉ là suy nghĩ của ta thôi. Không biết lão tiên sinh có cao kiến gì không. Hai người chúng ta đều nghĩ được đến đây thôi, người khác cũng chẳng khó đoán ra. Ta nghĩ đã có người bắt đầu để ý đến Ngọc Tự Hàn rồi, cho nên cô không nên trực tiếp đến Đông Hải tìm Ngọc Tự Hàn, mà nên hẹn ở một địa điểm khác, để Ngọc Tự Hàn tự mình tránh khỏi khó khăn đến tìm cô. Ta và Ngọc Sư Huynh đúng là có một cách có thể truyền tin, nhưng Duệ Lãng cũng biết rất rõ. Hoàng Tông, cô đích thân đi tìm Sư Huynh, hẹn một chỗ có thể gặp mặt. Vâng. Không được. Hữu Cầm Hoàng đã mất hết võ công, mà ta cũng chỉ còn lại 3 phần công lực. Lôi thiếu chủ lại đang bị thương nặng, này chỉ có cô ấy mới có thể bảo vệ được cô. Cô ấy không thể đi. Lão tiên sinh nói rất đúng. Hay là để ta đi đi. Việc đưa thư cũng không nguy hiểm, ta ở lại đây cũng thành gánh nặng của mọi người. Không bằng để ta đi Đông Hải cho. Hữu Cầm tiên sinh, xin huynh yên tâm. Lão tiên sinh có ơn với cả ta và sư huynh, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ người. Như ca cô nương. Lão tiên sinh, ngày mai phải khởi hành rồi, sao không nghỉ sớm đi? Lão tiên sinh, ông có thể kể cho ta nghe chuyện của Ngân Tuyết không? Cô rất quấn vương nó sao?
Ta từng mắc nợ huynh ấy. Nếu chỉ là cảm thấy thiếu nợ ân tình, quên đi là được rồi. Ngân Tuyết, huynh ấy hiểu rõ tất cả mọi chuyện của ta. Nhưng ta trừ cái tên người đời đặt cho huynh ấy ra thì chẳng biết gì. Cô muốn biết gì? Lúc nhỏ huynh ấy có dáng vẻ thế nào? Làm sao bái được lão tiên sinh làm thầy? Sao lại đi xuống núi? Sau khi xuống núi sao lại dựng phẩm hoa lâu ở Lạc Dương? Huynh ấy có người nhà không? Quá khứ của nó là đại ma đầu giết người như cỏ rác. Không thể nào, sao có thể được chứ? Lão tiên sinh, ông là đang đùa với ta có phải không? Nó từng là một đứa có tư chất nhất trong tất cả đồ đệ của ta. Nhưng sau này dở chứng không để ai vào mắt, đi sai đường đầu quân cho ám Hà cung. Nếu nói ra, ma đầu ám Dạ La kia còn là hậu bối của Ngân Tuyết. Vậy sau đó thì sao? Sau đó nó bị trời phạt. Khi hoàn toàn tỉnh ngộ ra trở lại sư môn, bậc thang 1008 bậc, nó một khấu quỳ cho đến khi đến đại điện, cầu xin lão phu lần nữa nhận nó làm đồ đệ. Huynh ấy bị trời phạt điều gì? Người cả đời nó yêu vì nó mà chết. Người cả đời huynh ấy yêu sao? Giờ Ngân Tuyết đã chết rồi, không cần cố chấp với mọi ân oán nữa. Sư phụ, sao người không chịu nhận như ca tiểu thư? Con dùng hết công lực 15 năm, chỉ có thể kéo dài tính mạng của ta mấy tháng. Sau mấy tháng, trên thế gian này sẽ không còn Ngân Tuyết nữa. Thì cần gì phải nhận cô ấy chứ? Để cô ấy thấy ta chết thêm một lần. Sư phụ, lần này đến quân doanh Đông Hải, công lực con đã mất hết, phải cẩn thận mọi điều. Vâng. Đổi Nhi không ở bên người, xin người chăm sóc tốt cho mình. Con đi chuẩn bị trước đây. Tiểu Yên tỷ tỷ, phu nhân và phó trang chủ làm hòa rồi. Mấy người các muội chỉ thích nghe ngóng lung tung. Chúc mừng tỷ tỷ. Tuy phó trang chủ là phó trang chủ nhưng nắm thực quyền, không được nói lung tung. Trung Ly tiên sinh, cô là... Ta là nha hoàn bên cạnh phó trang chủ, từ thành Vô Đao đến. Cũng khó trách ngài thấy ta lạ mắt. Nghe nói hai ngày trước trang chủ thuê một chiếc xe ngựa, đưa Lôi thiếu chủ đi một đường không che giấu, đi đến Giang Nam rồi. Trên đường đi đã gặp mấy nhóm sát thủ rồi. Bây giờ chắc người đã đến thành Vô Đao rồi.
Duệ đại tổng quản sao không ở đây? Người đâu? Lão trang chủ, từ lúc ngài còn sống ta không dám nói như vậy, nhưng trong lòng Trung Ly, ngài vẫn luôn tồn tại như phụ thân ruột của ta. Đại tiểu thư là huyết mạch còn lại trên thế gian này, ở đây là cơ nghiệp ngài một tay dựng lên. Hai thứ này ta sẽ liều mạng bảo vệ vì ngài. Thanh Long Đường. Trung Ly tiên sinh đến rồi. Trung Ly tiên sinh. 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 Các vị vất vả rồi. Trung Ly tiên sinh, muộn như vậy ngài đến là. Các ngươi đều là ta đích thân chọn từ từng phân đường ra. Bây giờ lão trang chủ chết, trang chủ đang gặp nạn, ta muốn hỏi các vị có đồng ý theo đường chủ ta không? Trung Ly tiên sinh, ngài đúng, không cần nghi ngờ. Ta chính là muốn các người phản bội phó trang chủ và Duệ đại tổng quản. Đây, phản bội ư? Phản bội phó trang chủ ư? Các người có thể chọn đêm nay đi tố cáo ta, khiến ta chết. Cũng có thể chọn giống như trước, đi theo ta, thề chết bảo vệ trang chủ và liệt hỏa sơn trang. Đây, ta nguyện đi theo Trung Ly đường chủ. Ta cũng nguyện ý. Ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Ta nguyện ý. Trung Ly đường chủ, nhanh đứng lên. Đường chủ, tiếp theo đây chúng ta nên làm thế nào? Đối ngoại, truyền các đệ tử của Thanh Long Đường không tiếc mọi giá, thề chết bảo vệ trang chủ. Đối nội, mọi thông tin liên quan tới trang chủ và Phích Lịch Môn đều phải áp chế, không được để truyền đến tai phó trang chủ và Duệ đại tổng quản. Phải để bọn họ tai điếc mắt mù, không thể nắm rõ hướng đi của trang chủ. Rõ. Còn một điều phải ghi nhớ cho kỹ, Thanh Long Đường mặc dù có 207 bang hội, có hàng vạn bồ câu đưa thư, nhưng lại chỉ có 600 người. So với hàng vạn người của các bang hội khác, thua kém rất nhiều. Cho nên nhất định không được lấy cứng chọi cứng. Đừng để phó trang chủ và Duệ lãng nắm được thóp. Bảo tồn thực lực, đợi ngày sau quyết chiến. Đệ tử tuân lệnh. Rẻ rồi. Như ca, hoàng tẩu, mọi người quay lại rồi. Quay về tốt quá. Các muội không ở đây, mọi người đều rất nhớ các muội. Hoàng tẩu, tẩu vẫn khỏe chứ? Khỏe, khỏe lắm. Đây, đây không phải Lôi thiếu gia sao? Cậu sao thế? Mình ấy không phải Lôi thiếu gia gì hết. Mình ấy đi trêu chọc vợ người ta, bị người ta đánh cho đấy. Cho nên mới đi theo ta, muốn ta đưa về Giang Nam. Ta không tin muội nói đâu. Đúng thế hoàng tẩu, nếu ta có đi trêu chọc cũng phải trêu nữ nhi nhà người ta chứ. Vợ người ta tuyệt đối không trêu vào. Vị này là, ông ấy là sư phụ của tướng công ta. Vậy tướng công của muội đâu?
Huynh ấy có chuyện không ở đây? Hoàng tẩu, không biết tẩu có còn cơm thừa có thể cho chúng ta không? Dễ thôi. Bây giờ đi nấu cơm cho mọi người nhé. Vâng, cảm ơn Hoàng tẩu. Cô ta đã đến trấn Bình An. Vâng, không hề sợ hãi. Dẫn theo Lôi Kính Hồng và nữ thị vệ của vương phủ. Còn có một ông lão. Ông lão ư? Nghe người quay về báo tin nói là một ông lão chưa từng thấy. Lẽ nào là thuộc hạ trước kia của Liệt Minh Kính? Ta còn cho là nha đầu sẽ đi trốn tránh, không ngờ cô ta lại đến trấn Bình An. Vừa hay đỡ cho chúng ta phải đi tìm cô ta. Vốn dĩ định trừ khử cô ta, thần không biết quỷ không hay, bây giờ xem ra không thể nhúng tay rồi. Dù sao cũng là một trang chủ, chuyện giết cô ta giao cho Chiến Phong và Duệ Lãng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Người đi khách khí một chút, đuổi cô ta đi cho ta. Đã hiểu. Lão tiên sinh, hôm nay chúng ta ở đây đi. Liệt đại tiểu thư, bây giờ chúng ta bị người ta theo dõi. Ta biết. Trên người huynh có vết thương, không cần huynh đi. Một mình Hoàng Tông là được rồi. Hoàng thị vệ giải quyết trong viện, đừng kinh động đến hàng xóm xung quanh. Vâng, đại tiểu thư. Yên tâm đi. Như ca, cơm nước xong rồi đây. Để ta giúp cho. Nhiều món quá Hoàng tẩu, ăn nhiều một tí đi. Đúng đấy, trên đường ta đến lại thấy người của thành Vô Đao, cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa. Ta ra ngoài xem thử nhé. Liệt trang chủ, quả nhiên cô ở đây. Đao phó thành chủ, lời của Đao mỗ có lẽ sẽ đắc tội Liệt trang chủ, nhưng không thể không nói. Mời nói. Chiến phó trang chủ hạ lệnh toàn giang hồ truy sát Lôi Kính Hồng, theo lý thì thành Vô Đao nên hưởng ứng, nhưng Liệt trang chủ lại bảo vệ nghi phạm này, bọn ta cũng khó xử lắm. Đao phó thành chủ yên tâm, ta sẽ không ở lâu đâu. Thế thì tốt. Các người theo Liệt trang chủ cho đến khi họ hoàn toàn rời khỏi địa phận của thành Vô Đao. Rõ. Đắc tội. Mọi người ăn thông thả, ta dọn dẹp đồ đạc. Được, cảm ơn Hoàng tẩu. Không có chi. Đao Vô Ngấn mang nhiều người đến lắm, hắn đến làm gì? Bảo chúng ta mau rời khỏi. Bỏ đá xuống giếng, đúng là quân tử. Lão tiên sinh, cơm canh đạm bạc, nhưng ít nhất cũng có thể ăn ngon lành. Sau này e là không còn cơ hội đâu. Nào nào, chúng ta ăn no mới có thể đánh nhau được. Ca Nhi, trong lòng muội có ta không? Có, đúng không? Không có. Nếu ta giải huyệt giúp muội, thì muội có ngoan ngoãn để ta mang giày vào không? Làm gì có người như thế, còn điểm huyệt để mang giày cho người ta. Buồn ngủ quá, đi ngủ trước đây. Ngủ đi. Lão
Lão Tiên Sinh, Lão Tiên Sinh, sức cơm canh không hợp khẩu vị sao? Nhớ một số chuyện. Phó trang chủ, ngài có khách. Khách gì? Nam tử áo đỏ quốc sắc thiên hương. Hắn nói là cậu của ngài. Ta đã mời vị khách đó đến phòng viện. Phó trang chủ yên tâm, ta đã đưa phu nhân đi rồi. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Phong Nhi, cậu, mấy ngày nay con tránh mặt ta, ta chỉ đành đích thân đến tìm con. Là Phong Nhi nhất thời sơ suất, thả Lôi Kính Hồng đi, khổ thẹn với cậu rồi. Lôi Kính Hồng chịu tội thay con thôi, để con có thể bịt miệng người đời. Không phải người quan trọng gì. Phút chốc bao năm trôi qua, đúng là người mất vật tàn. Cuối cùng ta đã có thể quang minh chính đại đứng tại đây. Thiệt cho con rồi. Phong Nhi của ta. Người chính là Duệ Lãng, nghĩa tử của Liệt Minh Kinh. Vâng. Người có biết ta là ai không? Cung chủ Ám Hà Cung, Ám Dạ La. Là một người thông minh. Nghe nói ngươi đang làm việc cho Phong Nhi. Vâng. Vậy ngươi làm một chuyện cho ta, thế nào? Cung chủ dặn dò, Duệ Lãng sẽ dốc sức làm được. Giết Liệt Như Ca. Không, cứu cứu, người từng hứa với con, người nói người sẽ không giết muội ấy mà. Nhưng con để cô ta chạy rồi. Con thả cô ta đi chính là cho cô ta cơ hội chắp tay nhường lại sơn trang cho người khác. Mấy năm nay con và ta cực khổ vì cái gì? Không phải là vì đòi lại thứ vốn thuộc về cha mẹ con đó sao? Đi, giết Liệt Như Ca rồi, người chính là phó trang chủ. Được, ba ngày sau bọn họ sẽ đến trấn Tương Dương. Qua nữa chính là chỗ của Phích Lịch Môn. Đó chính là cơ hội cuối cùng để giết Liệt Như Ca. Rõ. Con hứa với người, con nhất định sẽ giúp người tìm được muội ấy, để muội ấy cả đời này đều ở Mai Viện, tuyệt không rời đi. Phong Nhi, con quá nhân từ rồi. Con đã khiến ta thất vọng một lần, đừng có lần sau. Liệt trang chủ, đi về phía trước nữa thì không phải địa giới của Vô Đao Thành chúng ta rồi. Bảo trọng. Đa tạ Đao Phó Thành Chủ. Chúng ta đi thôi.
Đại tiểu thư, để trong tối ra ngoài sáng. Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta mau đi thôi. Mau. Đệ tử Thanh Long Đường ở đây. Chàng chủ yên tâm, chúng thuộc hạ nhất định liều mạng bảo vệ. Liệu có bị nhầm thời gian không? Không nhầm đâu, chính là giờ ngọ. Phượng Hoàng sẽ đem người đến tiếp ứng ta mà. Vậy có thể là có chuyện gì nên chậm trễ rồi. Ta chỉ sợ gặp bất chắc gì thôi. Chỉ là bọn họ gặp chuyện. Họ là những người duy nhất vào lúc ta sa sút vẫn lựa chọn ta. Ta và họ đều như huynh đệ khác họ. Ai ai cũng là người thân của ta cả. Ba hôm rồi không có tin tức gì của trang chủ sao? Bẩm phó trang chủ, quả thực không có. Được rồi, được rồi, người lùi xuống trước đi. Có tin gì lập tức báo cho ta và phó trang chủ biết. Trước kia mạng tin tức của Thanh Long Đường giải khắp giang hồ, không ngờ bây giờ lại vô dụng thế này. Duệ Lãng, đây chính là trách nhiệm của người đấy. Thanh Long Đường ta chỉ vừa tiếp quản. Được rồi, nếu Thanh Long Đường đã mất tác dụng, Lăng Đường chủ, Mộ Dung Đường chủ, dẫn theo người của các người đi tìm tung tích cho ta. Vâng.